anh em biết rồi, hai bên đều sở hữu cho mình những đôi quân rất là tuyệt. Đây là bầy hươu đã được đẩy về nhà chính. Hai con đã được nằm xuống rồi. Bầy hươu khoảng 4 con. Có quả phụ đúng không? Tôi nhìn một cái gì đó. Đúng, quả phụ rồi. Vâng, như vậy là có quả phụ. Thomas. Sau khi ăn hiểu xong thì chúng ta sẽ bắt đầu đi ra phía ngoài thôi. Bầy Syrian của chúng ta đang có bãi cỏ phụ ở phía xa xa. Có đôi voi ở rất xa. Sẽ về. Và chào bác Long Hải nhá. Chào anh Lan Tuân nhá. Rồi, đặt cái bé để ăn hai con voi ở đây. Đây là BB, bò căng rộng luôn ở hai cánh rừng. BBBM là ở đấy là kín luôn. Còn nếu không thì đóng bè ở đó thì phải hai cái bè. Bàn 19 dân đến từ Vlog. Sỏi than nhanh quá anh em ạ, chẳng thấy gì. Ô, chết một dân à? 19 dân ủ lên đời rồi. Không biết là có phải là chết một dân hay không, nhưng mà tôi nhìn thấy bóng dáng kiểu như là một. Con số 1 nó hiện ra. Không biết có đúng là chết một hay không. Đây là BM. Đây sẽ là bãi vàng của game thủ tiểu bản thao bay. Đánh cung thủ phụ, tên nổ ra. Ai chà, giờ để bạn tới khá sớm. Vâng, rất lẻ nhá. Rồi, tạm thời đã khung được gần như là toàn bộ nhà cửa của TAC bạn. Các bạn có sỏi máu rất kỳ, lớp sỏi máu cực kỳ khó chịu.
nó kịp thời chọc chết. Ơ, trời bên này hết máu mới lắm đi. Giấu ngay đi, ai vậy quả đấy. Lo sợ đội bạn còn đang bú thôi cơ. Có chịu con giò đến từ cái tủ lửa mấy lâu. Vài 30 đan. Giò đã nhiều dân thế nhở. Chết giờ cũng tỉnh ra điện hoa không thấy gì. Rồi giò chết rồi. Chúng ta còn 21 dân cộng 1 tên 22. Lẽ thôi. Bạn lại quá sớm. Chúng ta ép đời thì cũng đang là trong trong một cái quãng thời gian ép đời là cũng là ok đấy chứ. Nhưng mà bạn ép đời sớm quá. Giò đến rồi. Chắc chắn là đàn đang giấu ở phía ngoài. Chắc chắn là đàn đang giấu ở phía ngoài rồi. Làm lại là 41 dành cho tiểu màn thầu. Làm cân ạ. À chà, đáng quá nhỉ. Quá khó chịu về lớp. Đa những hướng bắn đứng cùng là bắn xuyên rừng. Chúng ta vẫn đang đứng tử thủ ở phía trong. Ruộng nương ra là khá là đều hề rồi. Tôi biết rằng là con ba này nó phát triển là rất là yếu. Nhưng yếu chứ không phải là không phát triển được. Mà đặc biệt là chúng ta từ đầu là mất dân. Nhiều dân của đội bạn thì không. Wow,
Vâng, như vậy là timeline là 60 dành cho game thủ Tiểu Màn Thầu. Như vậy là BB đã giành chiến thắng trước game thủ 98, thì số là 54 ở trong thể loại random rồi. Lớp trận này đánh khá khỏe đấy, rất khỏe. Và cái lớp ngòi vào đây, bài ba với đàn khá gần nhà của chúng ta, hai nhà khá gần nhau. Điều mà đầu trận này mà lúc đầu mà không bó bế cẩn thận là toang ngay đấy. Đè vãi trưởng bàn và đè tham của chúng ta bắn hồi hộp với bàn ghế quá. BK được đọc. Với lớp đang đứng ở phía ngoài. Bây giờ ta bắt đầu đi quân thôi. Quân bắt đầu đi ra ngoài. Đánh càng đánh về lâu về dài thì chúng ta phát triển thì đương nhiên là khỏe hơn, nhưng mà không thể xem thường về lớp được. Không biết là về lớp có điên đến mức mà lên 4 hay không. 8 cân đấy, tham bạn cũng phải sắp xỉ chúng ta. Tham 300, chúng mình dùng tham 300. Và như vậy là gặp quân của Velo, hai cánh quân. Velo đang định xô vào nhưng mà đây là một cái vị trí đứng đắc đạo để chống lạc đà. Một thế đứng rất đẹp để chống lạc đà, quan trọng là nhiều của bạn rất nhiều quân. Xong, không được rồi. Đứt cược quá ghê. Lạc đà ba mi kết hợp với cung R, sao mà nó bá đạo thế? Quá bá đạo. Phải nói rằng quá bá đạo. Một con là đá hết máu trong tình huống vừa rồi. Khi mà hết là đá 30 gian rồi thì con cung R chúng ta cũng không phải là quá xoan. Chúng ta là cung R MC. Đội bạn có lạc đà, đội bạn có độ ảo nhất định. Trong trận đấu quân vừa rồi ta bị đe tham. Vì quá ủi ở nhà 5 con thầu ơi, tăng A không.
Vlog cũng đang đứng ở đây, đứng ở chốt chặn từ cái hướng nhà của chúng ta sang nhà của Vlog. Và quần dốc nhẹ đến từ Vlog, chúng ta đang điều rồi. Còn Vlog vẫn đang còn một hai con lạc đà. Chúng ta đặc biệt đến từ những con lạc đà trong những tình huống đấu quân như này là cực kỳ là khác biệt đấy. Giờ không có lối vào. Thua trận này quá khỏe, từ về lớp đã lên xong rồi, tôi biết ngay mà tôi đã nghi rồi. Nghĩ là bên kia có lên 4-0 rồi. Ghê quá. Vâng.